Lịch ngày tốt cung, tính cách tuổi Tuất cung Hổ Các ngọt ngào, không giống như vẻ ngoài hay cáu kỉnh của họ. Những người này sống tình cảm và luôn muốn giúp đỡ người khác. Tuổi Tuất cung Hổ Các là người duyên dáng, sống nhiệt tình và biết quan tâm người khác. Lúc mới quen, những người này tạo cảm giác muốn xa lánh vì những lời nói mỉa mai hay làm tổn thương người khác. Họ có khả năng phân tích mọi thứ rõ ràng, mạch lạc và lời họ nói ra cũng rành mạch như thế. Dường người tuổi Tuất cung Hổ Các nói không phải nghĩ. Vì thế, đừng dặn họ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, điều này vô ích. Họ không phải là người thân thiện nhưng bản chất họ khá tốt, lương thiện. Tính cách thẳng thắn, họ luôn đặt vấn đề một cách rõ ràng. Đó là lý do khiến nhiều người khó chịu nhưng thực ra họ vô hại, không có ý định làm hại ai cả. Dưới vỏ bọc có vẻ đáng ghét vì hay nói những lời cay đắng thì họ là người khá ngọt ngào, tình cảm. Họ không hề xấu xa, họ vẫn yêu thương mọi người. Nếu bạn chưa biết mình thuộc cung hoàng đạo nào có thể tham khảo thêm, truyền thuyết 12 cung hoàng đạo với tính cách tuổi Tuất cung Hổ Các khá quyết đoán, họ rất biết nắm bắt cơ hội. Người tuổi Tuất và thuộc cung Hổ Các thường có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên, họ lại dễ nảy sinh tâm lý tự cao tự đại. Họ cần có thái độ khiêm tốn để tránh sự gièm pha từ người khác, tuyệt đối không nên khoa trương, tự hào quá về bản thân mình. Họ là những người mạnh mẽ, tự chủ, nhạy cảm, khả năng phán đoán giỏi. Nhờ đó, họ dễ dàng đạt được những thành công lớn. Nếu làm chủ, không một ai có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tốt hơn họ. Họ biết cách dùng người và khai thác tốt thế mạnh của từng nhân viên. Nếu là nhân viên, họ trung thành và luôn cố gắng hết mình vì công việc. Năng lực và phẩm chất của họ sẽ được cấp trên tin cậy và giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Họ luôn có nhiều cơ hội để vươn lên vị trí cao hơn. Người tuổi Tuất thuộc cung Hổ Các cần sự thông cảm, an ủi và tôn trọng của mọi người. Nếu thất bại trong tình yêu, họ sẽ rất khó quên. Phải rất lâu sau đó thì họ mới đủ can đảm mới bước vào một tình yêu mới. Xem thêm, tuổi Tuất hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân. Với tính cách tuổi Tuất cung Hổ Các nếu là đàn ông, họ cho rằng tình yêu không chiếm một vị trí quan trọng. Vì vậy, họ cũng sẽ xếp người yêu vào vị trí thứ yếu so với rất nhiều điều quan trọng khác trong cuộc sống của họ. Phụ nữ tuổi Tuất thuộc cung Hổ Các thường chọn cách thể hiện tình yêu trực tiếp. Thích thì họ sẽ nói là thích và không thích thì sẽ nói là không thích. Nếu đối phương không chấp nhận tình cảm